Sáng ngày 3 tháng 4, xe tải biển kiểm soát 49C-12902 do tài xế Bùi Văn Nam điều khiển chạy trên quốc lộ 20 theo hướng thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt. Khi đến cầu Hiệp Thành, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thì mất lái, tự đâm vào lan can thành cầu. Hiện trường cho thấy, sau khi mất lái, xe tải đã hất văng 70m lan can cầu Hiệp Thành xuống suối, sau đó lật ngang, hàng chục tấn xi măng đổ tràn ra bên đường. Rất may tài xế Bùi Văn Nam vẫn an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra. Được biết, mặt cầu Hiệp Thành hẹp hơn mặt đường và đây là một điểm cua khá nguy hiểm.